Chào mọi người nha, quá kinh khủng luôn các bạn ơi. Đây cái sân thượng nhà mình sau 2 tháng trời bỏ bê đấy các bạn. Đấy, người ta bảo là có sức người thì sỏi đá thì cũng thành rau. Nhưng mà vì mình không có sức người, mình không bỏ vào đây đây các bạn. Cho nên là sau 2 tháng thì cái sân thượng của nhà mình đã thành một bãi cỏ rồi. Đấy, trước đây nó là một cái mảnh vườn rất là xinh đẹp các bạn ạ. Cây trái tùm, nếu các bạn vào Facebook của mình thì các bạn sẽ thấy cách đây khoảng mấy tháng thì cái mảnh vườn này nó vẫn là một cái khu vườn đúng như là thiên đường ở trên mây luôn ấy. Hoa trái chĩu cành, bầu bí sai chĩu luôn. Thế nhưng mà vì là cái đợt vừa rồi mình bận thời gian cho con ôn thi ấy các bạn, con mình năm nay ôn thi đại học. Thế là mình đây mình khoe các bạn quả dưa đã. Đấy quả dưa đấy. Đấy thế là mình dành thời gian để đưa con đi thi đấy. Thế xong mình bỏ bê cái mảnh vườn, cộng với lại mình tập trung cho cái dự án nuôi gà. Thành ra là mình không có thời gian để mình ngó đến cái vườn sân thượng nữa. Đấy, thỉnh thoảng thì mình để cho bật cái hệ thống tưới tự động lên cho nó tưới nước thôi. Thế là mình bỏ không luôn cái mảnh vườn đấy. Và kết quả này, cái kết kinh khủng như này đây. Rau mùng tơi thì bò ngang bò dọc của quấn quýt vào nhau. Đấy, rau muống thì dài phải hàng mét. Các bạn ạ, rất là sợ luôn, nhìn ghê chưa. Cỏ mọc um tùm ấy. Hôm nay mình quyết định là dành hẳn một ngày nghỉ phép. Mình nghỉ phép với các bạn ạ. Mình dành hẳn một ngày nghỉ phép để mình dọn cỏ. Đây, cỏ kinh khủng chưa các bạn. Đấy, nhìn chưa, sợ chưa, 2 tháng. Đây, cỏ 2 tháng của mình ấy. Mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ 3 cái luống rau này. Mình cố gắng đặt mục tiêu trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ nhổ hết toàn bộ cái cỏ ở trong cái khu 3 cái luống này. Và mình phơi đất các bạn ạ. Đấy, xong lúc nào mình có thời gian thì mình tiếp tục nhổ ở cái mái tôn ở bên kia nữa để mình phơi đất. Đấy, hôm nay ngày mục tiêu của mình chỉ có phơi đất thôi. Trời đang nắng rất là lớn, mình dậy sớm như này. 5 giờ sáng mình đã dậy rồi và về mình nhổ cỏ các bạn ạ. Đấy, mình nhổ cỏ đây. Rất là kinh khủng, phát sợ cả lên, tiếp lên như một cái mảnh vườn hoang các bạn ạ. Đây xung quanh vẫn còn quả dưa đây, quả dưa bở đấy các bạn, dưa vàng, dưa bở đấy. Đấy mình sẽ hái hết nha. Ngày mai là rằm rồi, ngày mai là mùng 1. Mình sẽ hái hết để dâng hương các cụ. Thế còn đây, sau khi mình nhổ toàn bộ cỏ ở 3 luống đây các bạn. Đấy, nhổ xong rồi đây. Mình nhổ xong mình mới có thời gian mình quay. Lúc mình đang nhổ thì mình không có người quay hộ ấy các bạn, cho nên là mình không quay được. Đấy, đấy. Mình đã nhổ xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ phơi đất. Mình phơi đất tầm 1 tuần các bạn ạ. 5 đến 7 ngày thì mình sẽ bón phân và cải tạo. Đây bên này là rau muống các bạn ạ. Đấy, rau muống mình tiếc quá, mình vẫn để lại bởi vì là vẫn còn ngon đấy các bạn. Lát nữa thì mình sẽ cắt hết rau muống rồi đi, xong mình bón phân lại thôi. Chứ mình không nhổ đi rất là phí. Đấy, còn những cái ô này thì mình dự định là sẽ cải tạo đất để trồng bầu bí, để cho nó ra quả chĩu cành nhá. Cho nó đẹp các bạn ạ. Đấy, đất thì sơ cằn luôn. Bởi vì là mình không có thời gian để mình dọn đấy các bạn. Mình không có thời gian để chăm chút nữa. Đây. Các bạn nhìn xem, đây vườn sân thượng của nhà mình đây, mình giữ lại một vài cây mùng tơi để còn có rau ăn các bạn ạ. Còn tất cả những cây dọc mùng rồi là những cây cỏ mình nhổ hết. Mình để dành đất để mình trồng bầu bí các bạn ạ. Đấy, mình rất là thích trồng các cây leo giàn. Bây giờ mình sẽ trồng cây leo giàn thôi chứ mình không trồng rau nữa, bởi vì trồng rau thì sẽ rất nhiều cỏ. Mình trồng mỗi một cái bầu này mình sẽ trồng khoảng 2-3 cây leo giàn là vừa các bạn nha. Đấy, mình không có tốn nhiều công, mình chỉ chăm sóc mỗi cái gốc của nó thôi. Các bạn xem kênh thì hãy nhớ ủng hộ mình nha, bằng cách nhấn nút đăng ký kênh để kênh của mình ngày thêm phát triển nha các bạn. Đấy, hôm nay mình nhổ cỏ xong 3 luống này rồi thì mình sẽ phơi đất vài ngày, sau đó thì mình sẽ bón phân nha. Khi nào mình bón phân và rắc vôi thì mình sẽ quay clip để chia sẻ cùng với các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ nha. Đấy. Đấy, nhìn mảnh đất nhà mình đây. Đấy, đất thì rất là tơi xốp nhưng mà rất là cằn các bạn, không có một tí dinh dưỡng nào luôn. Đấy, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nha.